Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Thêm hai quan chức Nga bị tòa ICC phát lệnh bắt giữ. Ngày 25 tháng 6, VOA tiếng Việt loan tin, tòa án hình sự quốc tế phát lệnh bắt giữ quan chức Nga. Theo đó, tòa án hình sự quốc tế ICC ngày 25 tháng 6 đã phát lệnh bắt giữ đối với ông Sergei Shoigu, cựu bộ trưởng quốc phòng Nga và vị tướng hàng đầu của Nga là Valery với cáo buộc gây ra các tội ác trong quá trình Nga xâm chiếm Ukraine. VOA cho biết Ông Shogu đã bị cho thôi chức Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng trước và được bổ nhiệm làm thư ký Hội đồng An ninh đầy quyền lực của Nga. Trong những thay đổi quan trọng nhất mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thực hiện đối với các chỉ huy quân sự của ông kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào năm 2022. Và đây là hình bản tin trên VOA. VOA dẫn tòa án có trụ sở tại La Hay cho biết ông Sogu và ông Valery bị nghi ngờ đã phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người vì đã chỉ đạo các cuộc tấn công nhắm vào dân thường và các cơ sở dân sự của Ukraine. VOA cũng dẫn thông cáo báo chí của tòa ICC. Theo đó, các thẩm phán nhận thấy có cơ sở hợp lý để tin rằng hai nghi phạm phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công tên lửa do lực lượng vũ trang Nga thực hiện nhắm vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine từ ít nhất là ngày 10 tháng 10 năm 2022 cho đến ít nhất ngày 9 tháng 3 năm 2023. Theo VOA, Nga vốn không phải là thành viên của ICC, đã nhiều lần nói rằng cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp và phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường hoặc cơ sở hạ tầng dân sự. VOA dẫn tin từ hãng thông tấn xã TASS cho hay, Hội đồng An ninh Nga ngày 25 tháng 6 nói rằng lệnh bắt giữ của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shogu của Tòa án Hình sự Quốc tế là một phần của cuộc chiến hỗn hợp chống lại Moscow. Ukraine cũng không phải là thành viên của ICC, nhưng đã trao quyền tài phán cho ICC để truy tố các tội ác xảy ra trên lãnh thổ của mình. VOA cho biết thêm, lệnh bắt ông Shogu và ông Valery nâng tổng số trát bắt đối với các nghi phạm cấp cao của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược lên 8 người. Những người này bao gồm ông Putin bị nghi ngờ phạm tội ác chiến tranh liên quan đến việc trục xuất trẻ em Ukraine sang Nga. Và đây là hình tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery và cựu bộ trưởng quốc phòng Sergei Shogu tòa ICC không có lực lượng cảnh sát riêng và phải dựa vào các quốc gia thành viên để tiến hành việc bắt giữ. Được biết, trước đó vào tháng 3 năm 2024, ICC từng phát lệnh bắt giữ Trung tướng Sergei Kobilas và Đô đốc Viktor Solokov với cáo buộc hai chỉ huy quân sự này của Nga phạm vào tòa ác chiến tranh trong cuộc xâm lược Ukraine. Trung tướng Sergei là chỉ huy lực lượng hàng không tầm xa thuộc không quân Nga. Đô đốc hải quân Nga Viktor Solokov là chỉ huy hạm đội biển Đen. Cả hai được cho là đã chỉ huy các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự và hạ tầng năng lượng của Ukraine.Xa hơn, ngày 17 tháng 3 năm 2023, ICC đã phát lệnh bắt giữ tổng thống Nga Vladimir Putin và ủy viên phụ trách vấn đề quyền trẻ em của Nga, bà Maria, với cáo buộc trục xuất bất hợp pháp và di chuyển bất hợp pháp trẻ em từ lãnh thổ Ukraine sang Nga trong cuộc chiến Ukraine. Đây là lệnh bắt giam đầu tiên chống lại lãnh đạo của một quốc gia là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Theo đó, 123 quốc gia thành viên của ICC có nghĩa vụ giam giữ và giao Putin cho tòa án nếu ông ta đặt chân lên lãnh thổ của họ. Theo công bố của Ukraine, kể từ đầu cuộc chiến, Nga đã giam giữ hàng chục ngàn trẻ em Ukraine và di chuyển trái phép sang Nga hoặc các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng ở Ukraine. Nga không che giấu chương trình đưa trẻ em Ukraine đến Nga nhưng nói đây là một chiến dịch nhân đạo để bảo vệ trẻ mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi trong vùng xung đột quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin thêm hai quan chức nga bị tòa ICC phát lệnh bắt giữ xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Có phải Việt Nam đang xây dựng tư tưởng Nguyễn Phú Trọng? Ngày 24 tháng 6, BBC Tiếng Việt cho hay, Tổng bí thư tiếp tục ra sách, truyền bá tư tưởng Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, cuốn sách xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ra mắt vào ngày 21 tháng 6 trong một buổi lễ tại Hà Nội. BBC cho biết cuốn sách dày 900 trang của Tổng trọng được hoàn thành trong khoảng 15 tháng giữa những đồng đoán về sức khỏe của ông cũng như những biến động chính trị dữ dội ở dàn lãnh đạo. Vì tổng bí thư ba nhiệm kỳ này đã nhiều lần ra sách, đa phần là tập hợp các bài phát biểu, nói chuyện, trả lời phỏng vấn, với nhân đề sách thường là các câu khẩu hiệu cho thấy chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo BBC, cuốn sách lần này gồm 3 phần. Phần thứ nhất, xoay quanh vấn đề xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc. Phần thứ hai, tập trung vào việc phát triển toàn diện, đồng bộ để văn hóa thật sự là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước bền vững. Phần cuối là áp dụng những lý thuyết vào thực tiễn cuộc sống. Và đây là hình bài trên BBC. BBC dẫn báo điện tử chính phủ cho hay, sách tuyển chọn 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, lượt ghi, trả lời phỏng vấn, thư của ông Nguyễn Phú Trọng, trong đó bài viết sớm nhất là năm 1968. Vẫn theo BBC, chỉ tính trong năm 2023, ông Trọng đã ra mắt ít nhất 5 cuốn sách, với nhan đề mỗi cuốn sách là một khẩu hiệu như là hiệu triệu toàn đảng, toàn quân và toàn dân. Những cuốn sách do vị giáo sư chuyên ngành xây dựng đảng làm tác giả, thường trở thành tài liệu chỉ đạo đường lối để các cơ quan, ban ngành địa phương quán triệt thực hiện. BBC bình luận từ trước đến nay, Việt Nam chỉ có tư tưởng Hồ Chí Minh chưa có vị lãnh đạo nào khác được vinh danh, tôn sùng như một vị minh quân như ông Hồ. Gần đây, vấn đề tư tưởng Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện và được bàn luận. Không chỉ dừng ở trong đảng, mà trên phạm vi toàn quốc đã có những chiến dịch truyền thông, tuyên truyền nhằm khơi gợi cảm xúc, niềm tin tương tự đối với ông Trọng trong quảng đại quần chúng. BBC nêu các dẫn chứng, ví dụ, không ít chính trị gia cấp cao ca ngợi ông Trọng như một vị minh quân. Không ít bài thơ, bài hát về ông đã được phổ biến. Và đây là hình ông Nguyễn Phú Trọng có nhiều điểm tương đồng với Tập Cận Bình của Trung Quốc. Vị Tổng Bí Thư còn được gọi với những cái tên khác đầy sự ca tụng như Người Đốc Lò Vĩ Đại hay Sĩ Phu Bắc Hà. BBC so sánh với Trung Quốc để thấy sự tương đồng về việc nắm quyền lực lâu nhất cũng như việc truyền bá tư tưởng. Trung Quốc đã xây dựng và truyền bá tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, gọi ngắn gọn là tư tưởng Tập Cận Bình. Đảng Cộng sản Việt Nam dù chưa chính thức công bố khái niệm tư tưởng Nguyễn Phú Trọng, nhưng cách tuyên truyền cho các cuốn sách, các ý kiến chỉ đạo, cùng việc xây dựng hình ảnh cho ông Trọng có nhiều điểm tương đồng với nước bạn, đảng bạn. BBC cũng cho biết có hàng chục, hàng trăm sự kiện tương tự đã diễn ra xung quanh các cuốn sách của ông Trọng, ví dụ như các cuộc thi thuyết trình tìm hiểu về những cuốn sách này, cùng với những bài viết ca ngợi chúng của các nhân vật tên tuổi như trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, tiến sĩ Phan Văn Lương, tiến sĩ Vũ Xuân Trường. Thậm chí, hệ thống giáo dục toàn quốc còn phải tập trung nghiên cứu, xây dựng thành tài liệu học tập, nghiên cứu về văn hóa trên cơ sở nội dung cuốn sách. BBC cho biết thêm, các lãnh tụ cộng sản thường xuất bản rất nhiều sách, với đa phần là tuyển tập tổng hợp thư từ, diễn văn, bài báo, văn kiện đảng. BBC liệt kê ra như bộ sách Lenin toàn tập, Mao Trạch Đâm tuyển tập và Kim Nhật Thành với tập sách lên tới 100 tập. Việt Nam thì có Hồ Chí Minh toàn tập. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Có phải Việt Nam đang xây dựng tư tưởng Nguyễn Phú Trọng hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo.Đ để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới